Vâng, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm cục đẩy hàng bãi hai kênh đến từ thương hiệu Solix, sử dụng công nghệ mạch Class TD và đạt công suất là 1.100W một kênh khi ghép với loa trở kháng là 8 ohm. Và dòng đẩy này thuộc dòng đẩy size 3U, có chiều cao là 13 cm, chiều sâu là 46 cm và chiều rộng cả tai là 48,5 cm, trọng lượng đạt 35,5 kg, rất là nặng. Và đây là phần hình thức mặt trước. Logo của thương hiệu Solix, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Dòng đẩy bãi 2 kênh, công suất đạt 1.100W một kênh, khi ghép với loa trở kháng là 8 ohm. Sử dụng công nghệ mạch Class TD. Hình thức mặt trước còn rất là đẹp, chưa bị chảy xước, còn đẹp gần như mới. Linh kiện bên trong thì cũng còn rất là đẹp. Với công suất thực đạt 1.100W một kênh thì chúng ta có thể là ghép vô tư với những cặp loa phun đôi súc kép côn 100. Dòng đẩy công nghệ mạch Class TD thì nó cho ra chất âm rất là uy lực, rất là khỏe. Ít sinh nhiệt nên độ bền nó rất là cao. Và đây là phần hình thức phía sau. Các cổng kết nối phía sau tín hiệu đầu vào này. Và linh tín hiệu ra một cục đẩy khác. Các lớp gạt để chúng ta gạt các chế độ Shifter, Parallel hoặc là Bright. Và các lớp gạt độ nhạy tín hiệu đầu vào. Và series mã vạch Made in Chile. Sản phẩm này được sản xuất tại Chile. Và đây là các cổng kết nối tín hiệu ra loa cho hai kênh. Tổng thể mặt phía sau. Và tiếp đến là phần nội thất bên trong. Đây, con này nó sử dụng công nghệ mạch Class TD. Mạch rất là đẹp. Cái chất mạch này, chất liệu men mạch này, nhìn nó rất là xịn sò, sắc nét. Và chúng ta sẽ đi khám phá về phần nguồn trước. Và đây là phần biến áp nguồn. Con này nó sử dụng một biến áp xuyến rất là to. Trọng lượng nó lên tới 35,5 kg, rất là nặng. Phần nguồn, con quả nguồn này nó rất là to này. Size 3U nó đã cao rồi, nhưng chiều rộng nó khoảng 20 cm, nên nguồn nó, trọng lượng của nó rất là nặng. Phía bên này thì có bo mạch khởi động mềm trước khi cấp nguồn vào biến áp, được làm riêng ra một vỉ. Đây là phần cầu diode và tụ lọc nguồn. Sử dụng hãng tụ của Daewoo, Hàn Quốc. Dung lượng tụ là 100V, 10.000 microfarad. Tụ còn đẹp như mới. Tổng là có 10 con tụ. Đấy, tụ còn rất là đẹp. Chưa có dấu hiệu của phòng. Tụ này gần như là tụ mới rồi. Đấy, hàng bãi mà được tụ như dàn tụ như dàn tụ này thì rất là hiếm. Sử dụng hai quạt tản nhiệt. Và đây là phần hai vỉ công suất dành cho hai kênh. Mỗi kênh thì có 14 sò, sử dụng dòng sò LG 0302 và 0281. Và có 2 MOSFET để bù áp. Hai cầu diode nằm ở trên bo công suất. Và bây giờ thì mình sẽ nhấc cái phần mặt bên dưới ra để mọi người cùng xem về linh kiện bên dưới. Đây là dòng đẩy sử dụng công nghệ mạch Class TD. Đòi hỏi những linh kiện phải rất là chất lượng thì mới chịu được những cái điện áp rất là cao. Dòng đẩy này nó đánh ở điện áp rất là cao, nên đòi hỏi là linh kiện này rất là phải tốt thì mới chịu được. Ở đây là phần tản nhiệt. Tản nhiệt này. Công nghệ mạch này thì nó sinh nhiệt cũng không nhiều, nên là phần tản nhiệt nó không cần thiết là phải to. Chúng ta đánh lâu nó cũng không nóng lắm, nên là cái phần tản nhiệt này nó không cần thiết phải to. Như dòng công nghệ mạch Class AB hoặc là Class H thì cũng vẫn là hơi nóng. Dòng Class TD và Class D thì nó chạy rất là mát. Thì chúng ta sẽ đi xem kỹ từng con linh kiện này.
tụ trở, còn rất là đẹp, chưa có dấu hiệu vàng ố. Chứng tỏ một điều là con máy này thì nó chạy ít. Các linh kiện này được làm rất là sắc nét. Mạch class TD xịn. Và đây là một bo công suất. Tiếp đến phía bên dưới này là một bo công suất tiếp theo. Hai kênh dành mỗi kênh thì được làm riêng ra một vỉ. Linh kiện còn rất là đẹp, sáng sạch. Tất cả còn nguyên zin 100%. Phía bên dưới thì còn một bo xử lý tín hiệu đầu vào rất là to nằm ở phía bên dưới này. Cái này thì chúng ta phải tháo cái bo công suất tiếp theo ra thì chúng ta mới nhấc được cái bo bên dưới lên. Chúng ta mới xem được cái bo xử lý tín hiệu đầu vào. Bo bên dưới rất là to nhé. Xử lý tín hiệu đầu vào thì nằm ở phía bên dưới. Cái linh kiện còn rất là đẹp. Sản xuất vào 2016, tháng 3 năm 2016. Dòng đẩy bãi mà với linh kiện còn đẹp như thế này thì chúng ta sử dụng rất là yên tâm. Với công suất 1100W một kênh thì chúng ta thoải mái ghép với những cặp loa phun đôi hoặc là những cặp loa súp kép bát 50, côn 100 thì đánh thoải mái rồi. Để quay lại một lần nữa tổng thể phần nội thất bên trong để mọi người cùng xem. Các linh kiện còn rất là sáng sạch. Sản phẩm này thì có duy nhất một sản phẩm thôi, không có nhiều. Anh em nào có nhu cầu sử dụng dòng đẩy công nghệ mạch class TD chất lượng này thì hãy liên hệ mình sớm. Sò là gì? 0302 và 0281. Bao zin 100% cho anh em nhé, zin từng con ốc. Ở đây là phần hình thức mặt trước. Dòng đẩy size 3U rất là nặng. Nặng tới 35,5 kg. Anh em có thể sử dụng cho mục đích là sử dụng cho gia đình, anh em đi làm sự kiện hoặc là anh em kinh doanh phòng hát thì đều sử dụng được. Vâng, và mình xin báo giá của sản phẩm này. Thì cửa hàng mình bán sản phẩm này với giá là 7.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào ở xa thì đặt hàng thì vui lòng cọc trước cho mình tiền cước và mình sẽ ship hàng toàn quốc. Và xin báo giá lại là 7.500.000 đồng. Công nghệ mạch class TD, nguồn rất là to và còn rất là đẹp. Quan trọng là chất lượng linh kiện bên trong này còn rất là đẹp, gần như mới. Nên chúng ta sử dụng rất yên tâm. Và anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì hãy vui lòng liên hệ mình có số điện thoại là 0826 252 688 và có địa chỉ tại phố Lẻ, Hưng Hà, Thái Bình. Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video. Anh em nào xem video của mình mà chưa nhấn vào nút đăng ký kênh thì anh em hãy vui lòng nhấn vào đăng ký kênh để khi có những sản phẩm mới nhất mình đăng lên thì mọi người sẽ cập nhật được sớm nhất. Và anh em hãy dành một chút thời gian cho mình xin một nút like để có động lực làm những video tiếp theo giới thiệu đến tất cả mọi người. Vâng, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.